Kính chào quý khán giả. Qua 5 ngày xét xử và nghị án chiều qua, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố, tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm, xảy ra tại huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Và đây là hình ảnh các bị cáo cúi đầu ăn năn, giọt nước mắt muộn màng khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án. Vụ án này là một trong những vấn đề thời sự được quan tâm nhất trong tuần qua. Thông tin chi tiết có trong phần sau chương trình. Các bệnh nguy hiểm thời đại có thể tăng 30% trong dịp cuối năm. Kỳ cuối của luật phóng sự để đất đai thành nguồn lực phát triển bền vững là ý nghĩa tầm quan trọng của luật đất đai sửa đổi, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Thưa quý khán giả, tuần qua, ngành hàng không và đường sắt đều công bố tăng tải chỗ chuyến bay đoàn tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trước tình trạng nhiều chuyến bay Tết hết chỗ, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco tăng hơn 66.200 ghế trên chặng bay nội địa, tương đương hơn 310 chuyến bay nội địa trong giai đoạn cao điểm Tết từ 25 tháng 1 đến 24 tháng 2, tức từ 15 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn. 8 chuyến bay xuất phát từ ga Sài Gòn Hà Nội và ngược lại, từ Quy Nhơn Quảng Ngãi về Sài Gòn. Ngoài ra, ngành đường sắt cũng nối thêm toa tàu để tăng lượng khách phục vụ. Tổng số chỗ được bổ sung là hơn 4.000 chỗ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thực hiện thông tư 31 năm 2023 về quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, từ năm học 2024-2025, các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần một năm. Việc xét công nhận tốt nghiệp nhằm xác nhận trình độ của học sinh, học viên học hết chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. Việc xét công nhận tốt nghiệp căn cứ vào kết quả rèn luyện và kết quả học tập năm học lớp 9 của học sinh. So với quy chế cũ, thông tư số 31 có một số điểm mới đáng chú ý như số lần xét tốt nghiệp trong một năm, không xếp loại tốt nghiệp. Học sinh được công nhận tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Điểm mới của quy chế này là không xếp loại học sinh, còn quy chế hiện hành. Kết quả tốt nghiệp của người đang học tại các cơ sở giáo dục được xếp thành 3 loại, giỏi, khá, trung bình, căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm và xếp loại học lực. Tuần qua, phiên xét xử và tuyên án các bị cáo trong vụ án tấn công xảy ra ở tỉnh Đắk Lắk thu hút sự quan tâm của dư luận. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chiều qua tuyên án đối với 100 bị cáo trong vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại huyện Cư Quyên. Theo đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và căn cứ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án của cơ quan cảnh sát điều tra, cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên bố 53 bị cáo về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, 45 bị cáo phạm tội khủng bố, bị cáo Lê Văn Nghĩa phạm tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép, bị cáo Isim Bayak phạm tội che giấu tội phạm. Về hình phạt, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt và áp dụng sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt với mức án cao nhất là tù chung thân đối với 10 bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, buộc 92 bị cáo liên đới bồi thường cho bị hại, đại diện hợp pháp của bị hại, các chi phí cứu chữa, mai táng, thiệt hại về tài sản cho các cá nhân, doanh nghiệp và đại diện Ủy ban Nhân dân xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu. Như tin đã đưa, vào đêm 10 tháng 6, rạng sáng 11 tháng 6 năm 2023, gần 100 đối tượng là người dân tộc thiểu số chia thành hai nhóm tấn công trụ sở xã Ea Cơ Tu và trụ sở xã Ea Tiêu, huyện Cư Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Vụ tấn công làm 4 cán bộ công an xã hy sinh, làm bị thương 2 cán bộ công an xã. Trên đường rút chạy, các đối tượng tiếp tục phá hoại tài sản của người dân, uy hiếp 3 người dân làm con tin, sát hại 2 cán bộ xã và 3 người dân.
Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ, người dân, phá hủy tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý khán giả, Nhịp sống cây bới hôm qua chúng tôi đề cập một số quy định bị coi là làm tắc nghẽn nguồn lực đất đai được tháo gỡ trong luật đất đai sửa đổi 2024. Qua đây thay thế bằng những điểm mới phù hợp với thực tiễn, giúp khai thông, tạo sức bật từ nguồn lực quan trọng này. Có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, với những điểm mới sát thực tiễn, các ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng luật đất đai sửa đổi có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Đây là nội dung mà chúng tôi đề cập trong kỳ cuối của loạt phóng sự để đất đai thành nguồn lực phát triển bền vững. Các đại biểu cho biết việc thông qua luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để nguồn lực đất đai được quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, bền vững, hiệu quả cao nhất. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng ở Hưng Yên đánh giá hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội lần này được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng và đã rất lắng nghe, tiếp thu đầy đủ, thận trọng những ý kiến tham gia hợp lý của các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan tổ chức có liên quan, ý kiến của cử tri và nhân dân cả nước, thận trọng đối với những vấn đề lớn, vấn đề khó và còn có ý kiến khác nhau. Bởi lẽ dự án luật có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến mọi tổ chức cá nhân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong những năm tới. Luật đất đai sửa đổi thông qua tại kỳ họp này đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi thực tiễn đặt ra. Đại biểu Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang cho rằng, trải qua quá trình lấy ý kiến, thảo luận thận trọng, kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện, luật đất đai sửa đổi đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đạt được sự đồng thuận cao. Việc thông qua luật tại kỳ họp này để giải quyết được những chướng mắc từ thực tế, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất. Theo bà Lê Thị Thanh Lam, một trong những yêu cầu đặt ra để luật phát huy hiệu quả ngay sau khi có hiệu lực, đó là chính phủ và các bộ ngành liên quan cần tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc Quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi lần này với các điểm mới đã giải quyết rất nhiều điểm nghẽn cho thị trường bất động sản, giúp thị trường khơi thông được nguồn lực. Đó là luật cho phép người đang thuê đất trả tiền một lần có thể chuyển sang trả hàng năm. Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, quy định cụ thể hơn về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, thu hồi đất. Đặc biệt, luật đất đai sửa đổi lần này hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, quy định mức thuế cao hơn với người có nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng, bỏ quan, doanh nghiệp có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Sau 3 ngày rưỡi làm việc, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, luật đất đai sửa đổi là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp và cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Dự án luật được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức liên quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước. Được thảo luận cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại 2 phiên họp vào tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024.
Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều, bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đến nay, dự thảo luật quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm nội dung của nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 phù hợp với hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội tại kỳ họp này. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm cao, tiếp tục cho ý kiến về dự án luật, tập trung vào những vấn đề lớn quan trọng theo báo cáo tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo chất lượng cao nhất và xem xét biểu quyết thông qua tại kỳ họp này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị chính phủ bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện, bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống, khẩn trương xây dựng ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, ban hành các văn bản, quy định chi tiết, hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Luật đất đai là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước và có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Dự án luật đất đai sửa đổi chỉ được Quốc hội thông qua làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai trên thực tiễn, góp phần khai thác nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường của đất nước trong thời gian tới. Dịp Tết với thời tiết thay đổi cùng các yếu tố khác có thể khiến nguy cơ đột quỵ tăng 30%. Mỗi người cần chủ động tầm soát và kịp thời cấp cứu khi có dấu hiệu bất thường. Thông tin được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Văn Liệu, Giám đốc Trung tâm Thần kinh Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội chia sẻ trong chương trình tư vấn trực tuyến Đột quỵ mùa cuối năm, tầm soát cấp cứu ở đâu. Vào cuối năm, tỷ lệ người bị đột quỵ nhập viện thường tăng cao. Cơ thể con người thường xuất hiện những phản ứng để tự vệ, thích nghi với sự thay đổi của thời tiết. Ví dụ khi trời lạnh, có thể sẽ sản sinh ra nhiều hormone catecholamine làm cho mạch ngoại biên và dễ gây vỡ mạch máu. Mùa lạnh, các thành phần của máu như hồng cầu và tiểu cầu tăng, làm độ quánh và độ đông đặc của máu cao hơn bình thường, dễ dẫn đến nguy cơ tắc mạch ở những người có sẵn các yếu tố bất thường. Cuối năm, công việc nhiều còn dẫn đến áp lực, căng thẳng, mất ngủ, thiếu ngủ. Đây cũng là thời điểm của tiệc tùng bia rượu nhiều. Những người đang có sẵn bệnh nền, ăn nhiều thức ăn có mỡ, chất béo và ít vận động cũng dễ có nguy cơ đột quỵ cao. Lời khuyên của bác sĩ dành cho người dân là chủ động thăm khám tầm soát đột quỵ định kỳ. Người từng bị đột quỵ cũng cần tầm soát để dự phòng đột quỵ tái phát, bên cạnh duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi phù hợp. Thưa quý vị, để đáp ứng nhu cầu của thị trường Tết, người làm khô ở tỉnh An Giang nghĩ ra món ăn mới, đó là khô má và lưỡi cá lóc. Món ăn luôn trong tình trạng cháy hàng dịp cận Tết. Theo các chủ cơ sở, thịt cá lóc làm khô, đầu cá lóc thì tận dụng được hai sản phẩm là má và lưỡi. Cứ 20kg cá lóc mới cho ra 1kg má và 1kg lưỡi cá lóc. Sở dĩ gọi là lưỡi cá lóc cho lạ nhưng thực chất là ức hầu cá lóc. Hai loại má cá lóc và lưỡi cá lóc đang cháy hàng, làm ra bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu. Hiện nay, má cá lóc có giá từ 250 đến 400 ngàn đồng một ký, còn lưỡi cá lóc có giá từ 150 đến 200 ngàn đồng một ký. Dịp Tết này, anh Đậu Thanh Tùng ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh biến hóa những chậu dừa bonsai thành hình rồng thu hút khách hàng. Theo anh Tùng, dừa bonsai hình rồng là tác phẩm nghệ thuật có ý nghĩa mang lại tài lộc, may mắn, thịnh vượng. Để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh, mất khoảng 8 tháng đến 1 năm với các công đoạn trồng, chăm sóc và tạo hình. Cận Tết là thời điểm anh tất bật ngày đêm gia công, chế tác dừa bonsai để kịp giao cho khách với giá từ 450.000 đồng đến 2 triệu rưỡi đồng một sản phẩm. Gần nửa đêm, cánh đồng kiểu ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận vẫn sáng đèn. Hơn 100 nông dân đang gọi đèn pin xuyên đêm để thu hoạch củ kiểu chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán.
Củ kiệu muối là món ăn truyền thống của nhiều vùng nên đây là thời gian cao điểm để thu hoạch kiệu. Việc tổ chức thu hoạch vào ban đêm nhằm đảm bảo cho củ kiệu được tươi hơn, giữ được vị cay nồng khi đến tay người tiêu dùng. Những hình ảnh vừa rồi cũng khép lại nhịp sống kể bởi sáng nay. Tiếp thành cảm ơn quý khán giả dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.